Do đó thì coi như là các con phải cố gắng đào luyện cho mấy con, khi mà cái trường học nó thành hình thì trong cái số mấy con là ít ra nó cũng phải là có người đứng lớp dạy, đứng lớp dạy. Tại sao? Tại vì mấy con tu rồi, không lẽ mấy con bắt chước thầy mấy con đi sao? Thầy còn chưa đi kia mà, thì nào bây giờ mấy con cũng phải đi ra đứng lớp dạy chứ. Thì khi đó thì phải đào luyện mấy con tiếng nhau. Thì bây giờ phải nhiếp tâm 30 phút liền, chứ bây giờ mấy con chờ sang năm mới nhiếp 30 phút thì thôi rầu rồi, thầy chắc yên mất rồi, còn ai mà đứng lớp dạy? Thì trường học mở ra làm gì đây? Có phải không con? Ít ra mấy con phải thay thầy làm công việc trợ giúp cho bà con người ta. Trong khi mấy con học đạo đức, mấy con thấy đạo đức rất cần thiết, đạo đức nhân bản rất cần thiết cho con người mà. Người ta chưa hiểu mà. Bây giờ mình dạy cho người ta hiểu. Mà mình dạy là một con người mình phải giới luật, tức là mình phải là con người đức hạnh. Mình mới cái gương hạnh của mình, cái thân giáo của mình mà. Rồi kế đó là cái thân giáo mấy con phải làm chủ được sự sống chết. Mà giờ không có luyện được thần lực, nội lực thì mấy con làm sao làm chủ được sự sống chết? Làm sao mấy con nói lên được? À, mấy con thấy chưa? Cho nên khi đó, đó thì trong cái số mấy con ngồi trước mặt thầy mà tất cả ngoài các con nỗ lực tu tập, không? Các con nỗ lực tu tập thì trong chiếc áo cư sĩ mấy con vẫn đi ra làm giảng viên, mấy con đứng ra dạy đạo đức được chứ đâu phải đâu. Thì thầy bổ nhậm cho mấy con khi tu xong rồi thì mấy con ở quê đâu thì bổ nhậm cho mấy con ở về đó, mấy con sẽ làm công việc ở đây. Thì cái số người ở đây thì họ sẽ bổ nhậm ra những cái lớp học này làm việc. Các con thấy không? Mà khi nào mấy con làm chủ sanh tử, chứ bây giờ mà thầy đưa ra mấy con chưa làm chủ sanh tử, mai mốt nó giật chân, nó giật chân giật tay mấy con méo miệng đó. Rút bây giờ tự thầy dạy tôi một cái kiểu này đạo đức thì khổ quá, như thế này thì học trò làm sao tin mình, có phải không? Thí dụ như bây giờ đó mình bệnh đau là mình đuổi liền tức khắc, không có bệnh đau gì hết, thì như vậy mấy con mới được. Mấy con biết được cách thức mấy con làm chủ sanh tử rồi, cho nên mấy con yên tâm, mấy con không sợ gì hết. Muốn chết hồi nào chết cũng xong. Cho nên mấy con đứng lớp, mấy con dạy giới luật, mấy con phải nghiêm chỉnh. Mấy con đâu có bây giờ thí dụ như dạy rồi cái ra rồi kia phải uống ly cà phê sữa hoặc là ăn cái bánh thôi, ông thầy này ông nói đạo đức cái kiểu gì mà phi thời quá trời, có phải đúng không? Cho nên trong cái vấn đề nó phải đúng nghiêm chỉnh mấy con. Cho nên mình nói là mình nói đúng, mình làm đúng theo cái lời nói của mình chứ không làm sai. Đó là cái thức tu tập. Cho nên bắt đầu ở đây mấy con phải 30 phút nhiếp tâm hết. Còn những người nào mà tu bị trên hơi thở mà rối loạn thì trở về tứ chánh căn, tu tập như kim quang. Các con nhớ kỹ không? Tu tập như kim quang. Đó, cũng từ đó mà nếu mà mấy con tu tập hàng ngày mà siêng năng tu tập đúng, chứ trở về mà lười biếng mà nó tu tứ chánh căn lười biếng không ngồi chơi đó, thì chơi riết là chắc chắn là chẳng có ra gì hết đâu. Bởi vì khi mình ngồi chơi, thực sự ta nói cái danh từ ngồi chơi chứ không phải ngồi chơi như cái người thế gian. Cũng như mấy ông mà đục đẽo làm được cọp cạc đó, bây giờ mấy ông ngồi chơi là không đục đẽo nữa. Đó là hoặc là ra quán kia ngồi uống rượu chơi đó, thì cái chuyện đó thì thôi khỏi nói ở đây rồi. Bởi vì cái ngồi chơi có nghĩa là chúng ta đang làm một công việc rất lớn, chứ không phải là ngồi chơi bình thường với một người phàm phu mà không có còn làm cái công việc lao động của họ. Cũng như ngồi chơi của một nhà văn mà bây giờ không còn ngồi cầm cái viết mà suy nghĩ viết, bây giờ nghỉ xả hơi rồi xem tivi đồ này kia, thì cái ngồi chơi đó không xài được đâu. Ở đây không có ngồi chơi cái kiểu đó. Cho nên ngồi chơi là có nghĩa là mình hoàn toàn không có bận việc của thế gian ngồi chơi, nhưng mà rất bận việc của sự tu tập ngăn ác diệt ác. Cho nên nó ngồi chơi là như vậy, dùng cái danh từ để dễ hiểu là chúng ta không còn làm cái chuyện gì thế gian nữa, chứ không phải là chạy xuống bếp nấu cơm nữa đâu, phải cái chuyện đó đâu, phải lo đói lo no nữa đâu. Thì ngồi chơi không có lo cái gì nữa, thậm chí ăn cũng không có lo nữa, thì tức là bỏ hết những cái chuyện thế gian mà chỉ còn có cái chuyện ngăn ác diệt ác từ trong cái tư tưởng của chúng ta mà thôi. Cho nên các con nhớ kỹ, người nào mà tu trên tứ chánh căn thì phải giờ giấc phải nghiêm chỉnh, không? Giờ nào ra giờ nấy. Những giờ mà không có tu tập thả nghỉ thì làm bài, đọc sách kinh để thu thập những cái điều cần hiểu biết, để hiểu biết, để xả tâm chứ gì. Cái giờ xả tâm thì hoàn toàn là sử dụng cái hiểu biết để xả tâm. Còn cái giờ mà nghỉ không có tu tập
thì cái giờ đó bồi dưỡng cho cái tri kiến hiểu biết bằng cách chúng ta làm bài, làm bài, bằng cách chúng ta đọc thêm những sách vở cần thiết cho cái giới luật đức hạnh, để mà chúng ta không có phạm giới, sống đời sống đức hạnh cụ thể rõ ràng. Đó là người tu tứ chánh căn. Thì như vậy rõ ràng mấy con thấy có giờ nào mà gọi là xả nghỉ ngồi không đâu, có phải không? Đâu có giờ nào mà nghỉ đâu. Còn các con nhiếp tâm và an trú tâm thì cũng vậy. Cái giờ mà mấy con mà gọi là không tu tập xả nghỉ là cái giờ mấy con quan sát lại cái giới luật của mình nghiêm chỉnh hay chưa, chứ không phải là bây giờ tôi xả nghỉ thôi chạy lại thất ông kia ngồi nói chuyện, thì cái này không được. Ở đó mấy con phạm giới rồi, bị nhiếp tâm và an trú là nó cần cái những hành động sống đúng giới, không thể phạm giới. Và do đó mấy con phải đập cư 100% phòng hộ tăng cái gì, chứ không phải dễ dãi. Còn mấy con tu tứ chánh cần cũng nói vậy, bây giờ thôi tới hết giờ này xả nghĩ tôi lại thất kia nói chuyện, không phải, làm vậy sai, không có đúng. Bởi vì xả nghĩ là phải ngồi viết để mà cao dồi cái tri kiến của mình, thêm cái phần hiểu biết để xả. Các con hiểu, nó cũng đâu có thảm đâu. Từ ra bây giờ đó mình mới nghĩ một cái điều thiện là bây giờ đó là phải dọn dẹp cái gì đó để cho nó sạch sẽ trong cái tu viện cho mỗi tu sinh mình, thì cũng như vậy được. Chứ mà ngồi xả nghĩ rồi bây giờ mới nghĩ bây giờ mình lại gặp cái anh A, anh B, anh C gì đó để mà bàn bạc cái chuyện tu hành cái này kia, như vậy khi mà người ta cần thì mình mới bàn, mà người ta không cần mình đến mình phá người ta cũng không được. Cho nên mình phải suy nghĩ, phải thấy anh đó anh tu sai như vậy đó, anh B, anh A tu sai, mình định mình đến mình hướng dẫn anh ta để tạo nghiệp, đó là thiện mấy con. Nhưng mà khi người ta không cần mình đến mình nói, người ta có nghe không? Người ta có nghe mình điều đó không? Người ta cần thì mình nói. Khi mà vào ở trong cái lớp học chung thì mình nhắc, mình thương mình nhắc, trong cái sự tu tập của anh A, B, C đó, nghiên cứu trở lại có những cái khuyết điểm gì đó, mình cũng nói thẳng ra sợ tự ái người khác, cho nên mình cũng nhắc khéo bằng cách này bằng cách khác ở trong lớp học. Chứ trong khi đó mà khi mà về thất để cho người ta yên tu, đương làm bài vậy cái mình lỡ cái nói chuyện cái gác qua, làm như vậy mình có thiện đối với thiện không? Không có thiện. Các con phải tư duy suy nghĩ, vì tu cái chánh cần nó đòi hỏi cái tri kiến mấy con ghê gớm lắm. Một niệm đó mà toàn thiện mà nó nửa thiện nửa ác thì trong đó không được. Nó phải toàn thiện mình mới được. Tức là cái niệm này nó đem lại cái sự bình an cho mình mà cho người thì được, mà nó đem cho cái sự mà mình đến mình nói chuyện họ để giúp cho họ. Nhưng mà mình nghe cái giờ này anh ta đang làm bài hay hoặc làm gì đó mình đến, như vậy là chưa phải được. Để mình chờ cái dịp nào đó để mình giúp, thì cái niệm đó niệm thiện mà nó biết cái thời điểm của nó để mà nó giúp cái người đó thì như vậy mới đúng. Nó cũng phải tư duy suy nghĩ đắn đo lắm nó mới gọi là thiện, thật thiện. Chứ không khéo nó mang theo cái nửa ác nửa thiện trong đó thì nó lại làm cho mình bị lầm lẫn ở trên cái pháp ác mà không thấy nó là cần thiện. Cho nên tu cái chứng cần mới con dùng cái tri kiến ghê gớm lắm, chứ không phải đụng đâu mấy con. Cũng nói là thiện thiện nó lừa đảo mấy con thiện, mà rốt cuộc là ác pháp không đó, thì rốt cuộc rồi tứ chánh cần mà ngăn hoài mà không hết, nó không hết ác pháp, nó bị ngăn ác diệt ác mà tinh thiện tăng trưởng thiện. Cho nên nó còn tìm theo pháp thiện, nhưng mà pháp thiện khi muốn sử dụng cái pháp thiện thì mấy con phải cân nhắc suy nghĩ rất kỹ, nó phải hợp thời đúng cái thời điểm của sự kiện đó phải làm được đúng. Cho nên thầy căn dặn mấy con phải kỹ lưỡng điều đó. Rồi trong cái vấn đề tu tập thì mấy con nhớ là cái vấn đề giới luật rất là quan trọng chứ không phải ít. Còn Minh Điền có đây không con? Không có. Có không con? Minh Điền tu bây giờ đã con sử dụng cái thời gian, cái thời gian nhiếp tâm của con mà luôn luôn 30 phút đạt được rồi, thì bắt đầu chuyển qua cái sự an tịnh thân hành, thì con chuyển qua câu tác ý đó để nó hiện ra cái sự an ổn nhất của con.
Và cũng từ đây về sau thì cái giới luật càng lúc mà tu tới cái chỗ mà an tịnh thân hành thì giới luật càng nghiêm chỉnh, càng nghiêm chỉnh thì nó đi mau hơn. Và đồng thời khi mà cái sự an tịnh thân hành con nó kéo dài khoảng thời gian 30 phút mà nó có một cái trạng thái an, có thể tăng lên 1-2 giờ được, nhưng mà khi mà nó được an tịnh tâm thanh tâm con rồi mà suốt trong thời gian 30 phút thì con hãy báo cho thầy, thì thầy sẽ trợ giúp cho con bước qua cái giai đoạn tu tứ niệm xứ, hoàn toàn ở trên tứ niệm xứ để đạt được cái chất lượng của tứ niệm xứ xong thì đi vào luyện thần lực, càng sớm càng tốt, bởi vì tuổi cũng lớn rồi mà con. Cho nên vì vậy nhớ kỹ về vấn đề hôm nay thì coi như là cái phần nhiếp tâm con 30 phút thì coi như xong, mà cái gì phần mà an tịnh 30 phút thì tiếp tục tu tập cho đến khi mà đạt được cái phần 30 phút an tịnh cho thầy, rồi từ đó thầy sẽ dẫn dắt thêm. Nhớ kỹ nha con, bây giờ là tu đừng có trở lại nhiếp tâm nữa, mà an tịnh đó, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi ra, ra cho đến khi mà thân được hoàn toàn an ổn được thì chừng đó báo cho thầy biết, thầy sẽ hướng dẫn tới. Rồi con về con. Con cần gì hỏi thầy gì nữa không con? Được thầy. Vì mình thở vô thở ra mà có cái trạng thái an ổn mà nó có cái tê tê như những cái hiện tượng mà người con nói như vậy. Ừ. Nhưng mà có đúng không? Đúng, không sao. Ừ, không sao, đúng chứ không sao. Còn nguyên tánh sao con? Nhiếp tâm được chưa? Phật, mấy thầy sau khi thầy cho con cái phương pháp và tu đưa tay vô tay ra và kết hợp với bên trong, nhưng mà như con thấy cái phương pháp bên trong dễ hơn. Chứ là ngồi mà ngày hôm nay con nhiếp tâm được, thời gian là con nhiếp tâm được là 1 phút, thì con nâng lên 2 phút, 3 phút nó vẫn được. Thế nhưng mà con thì cứ nghe thầy nói là cứ 1 phút là cứ giữ 1 tuần thôi, nhưng là con giữ tuần, nhưng mà sau đó có khi được hay không, mấy cái sáng cứ đăng quan của hướng dẫn là nhiều, con thấy là còn nhập thêm 2 phút, 3 phút, có khi đến 5 phút con nhập được. Bây giờ theo đây cho con thấy rất nhiều xem thử, bây giờ chẳng hạn 1 buổi nhưng cũng qua khi đêm tôi tập ở đấy là 1 buổi con 3 lần, có khi 5 đến 3 lần 3 phút rồi định thư giãn 2 phút. Vậy thì bây giờ nên tập cái thời gian đổi với con thì nên tập thế nào mà con thấy cái pháp thầy đưa ra đây là con thấy rất hợp được, con thấy là con để cái hơi thở con theo dõi tại ý trong đấy, thì hít vô thở ra thì theo dõi hơi thở đấy thì được, chứ mà nếu như mình ước chế nó thì mình tức ngực. Anh thử con thấy cái phương pháp tự nhiên thì không cần gì cả, thì khỏe mà không đau đâu, không có gì cả, thì thầy cho con cái định hướng hơi thở thu theo cái nồi đó. Con muốn đi nồi thôi, chứ đưa ra bàn tay thì thấy nó tâm nó cứ phóng dật, nó cứ vòng ra ngoài, mình đưa cái nồi thì thấy an ổn mà thấy nó nhiệt tâm tức là khỏe nồi cái hơi thở con. Dạ. Rồi biết anh thì tụi con phải tập ngay từ 30 phút liền dẫn nó bằng phương pháp dẫn cái hơi thở, tức là cái tâm con nhắc nó thường thường xuyên với cái hơi thở để cho nó nhiếp tâm cho được con. Dần dần tâm nó đào theo cái phương pháp của thầy là con thấy rất an ổn mà thầy nóng phòng dần rất nhiều. Thế một thời khóa chẳng hạn buổi đêm thì từ 7 giờ đến 10 giờ con tu 10 phút. Coi như là trong một buổi vậy là con chỉ tu 30 phút thôi. Có 30 phút thôi. 30 phút thôi. Còn bao nhiêu đó để phá hôn trầm thiền miên, để đi kinh hành, rồi đi tới đi lui vậy cho nó đừng ngủ, cho tới giờ đó là đi ngủ thôi. Đúng giờ ngủ chứ không phải là cho nên tu thì chỉ có 30 phút thôi. Cho nên lúc bây giờ sống chết trong 30 phút đó để mà làm chủ cho được. Có vậy thôi chứ không phải là thời nào cũng tu nhiều phút, không phải vậy đâu. Tu 30 phút buổi sáng, con tu 30 phút. Còn những thời giờ đó mà nếu mà ngồi không chơi thì không có được. Cho nên phải đi kinh hành để động thân, để tập cho nó siêng năng, nhưng mà cũng không phải là nhiếp tâm trong hơi thở, đi cho động thân, đi tới đi lui vậy thôi, mà cũng không phải tập trung trong bước đi nữa, đi để biết đi vậy thôi, để cho nó tỉnh thôi, đó vậy thôi. Thì là hôm mấy hôm nha con tu lên cấp 3 lần theo thầy nói, tôi đi những cái thời sau là tấm nhiều việc mà 400 nốt thì toàn nó xẹt vào, mà thời gian cái buổi đầu thì rất sảng thuật, mà rất nhiều tâm thuật, mà những cái thời gian sau nó không mệt mỏi. Tu 30 phút thôi cho nó có cái chất lượng hoàn toàn. Còn bài tu như vậy nó hao cái năng lực con nhiều quá, cho nên nó sẽ bị mờ mệt, nó không có còn rõ ràng. Cái sức con người có hạn chứ đâu phải vô hạn, mà tu suốt một cái thời gian dài như vậy mà nhiều lần như vậy thì không được. Một lần một tôi đạt được cái chất lượng hoàn toàn 30 phút bằng phương pháp dẫn đàng hoàng, nó tỉnh táo dẫn hoàn toàn. Rồi còn lại nó cái thời gian đó mà không có ngủ
thì tức là con sẽ đi kinh hành cho nó hết giờ thôi, để cho phá cái hôn trầm thiền miên của mình thôi, chứ không phải mục đích nhiếp tâm và ăn rú á. Thì cái mục đích nhiếp tâm là phải nhiếp được trong thời gian 30 phút thôi, nghĩa là tu suốt 30 phút nhiếp tâm thôi, còn lại cái thời gian đó mà chưa phải là cái giờ đi ngủ thì con có thể ngồi triển khai tri kiến của con làm bạn dở được mà, đâu có gì đâu. Còn nếu không thì đi kinh hành, đi kinh hành để cho nó đừng có buồn, đừng có buồn ngủ, nhớ không? Con thưa thầy là con có trường hợp mà con như cái trí kể nó con nó cũng phát triển được tốt mà bài là con diễn không được, là con biết được rất nhiều. Thế nhưng mà có điều là khi mà biết như vậy thì tự nhiên nó ức chế sao mà tự nhiên người nóng lên, cả cái chỗ nên nóng lên mà mệt mỏi lắm. Thành thử là đôi khi con để như bây giờ như cái chỗ con biết tiêu rồi thì nếu như để thời gian thì con nghỉ tu tập để khỏe hơn là nên ngồi biết tiêu hơn cái năng. À tùy theo, bởi vì ví dụ như thay vì đó con thấy còn những cái bài mà con làm xong rồi thì thôi, những cái bài học mà làm chưa xong thì phải làm thôi, nóng chết bỏ nữa cũng phải làm cho xong bài học của mình, để triển khai cái tri kiến hiểu biết cái đạo đức của nhân bản của mình. Chứ còn nếu mà mình nói bây giờ sao tôi ngồi lại tôi làm bài mà sao nó bị cái này bị kia, tức là cái trạng thái lười biếng, học trò lười biếng thì phải bị phạt thôi, cái đó là bị phạt thôi. Bởi vì cái học mà nó lại tinh tướng thì tức là nó lười biếng rồi. Thì không được, cái thân này tao bắt một cái ngồi thôi. Con thấy học trò mà nó buồn ngủ quá, mà nó sắp sửa thi những cái lớp mà những đứa học trò mình xuyên, nó phải uống cà phê để cho nó thức thì nó học. Thì mình lớn rồi, mình cũng biết cái trách nhiệm bổn phận phải triển khai cái tri kiến. Già cũng phải học chứ, chứ đâu phải già không học. Mày nói mày già rồi mày lười biếng mày không học thì được, bắt buộc phải học hết. Cho nên trong khi đó vừa tu vừa học đó, tu là nhiếp tâm an trú trong 30 phút, còn lại từ giờ là phải học, là phải học để bồi dưỡng cho cái tri kiến của hiểu biết của mình. Mà nếu mà nó có trường hợp mà nó xảy ra có con như vậy đó thì nhất định là con đi kinh hành một vòng hai vòng, hay là đi trong vòng 50 phút rồi trở lại ngồi viết rồi. Con trình bày thế là những cái bài nữa bây giờ con mà viết ra tôi cùng như thế, mà con ở trong áo có thấy con vẫn thấy được như thế, thì bây giờ nghĩa là con đã giác ngộ được những chẳng hạn như là những cái đức khi đó thì con đã giải quyết được rồi, bây giờ con mà nói cũng miệng con nói ra rồi thì viết vào cũng thế mà không viết ra không được, thì bây giờ nên thế nào? Coi như là nó thoải mái hơn, cái ngôn ngữ mệt mỏi hơn thì sao? Theo thầy thấy mỗi một cái bài nó đều xây dựng cho con có cái đạo đức bản thân gia đình, và càng viết thì nó lại càng thấm nhuần chứ không có. Con hiểu không? Còn bây giờ nó bây giờ tôi đã hiểu rồi thôi, tôi không viết nữa. Mà đạo vốn cái đạo đức đó, nó không phải hiểu mà thấm nhuần liền đâu, mà con càng lặp đi lặp lại những cái điều kiện đó, nó sẽ ăn sâu vào cái tư tưởng của con, nó thấm nhuần cái lý đạo đức đó. Chẳng hạn bây giờ về cái đạo đức nhân bản nhân quả đi, nhân quả cái câu chuyện nó nói nó xảy ra cái người đó tật quyền như vậy là do cái nhân quả đời trước. Mà bây giờ nó một lần á thì con thấy mới hiểu thôi, nhưng mà con viết lần thứ hai nữa, lần thứ ba nữa thì nó thấm nhuần, khi mà gặp cái trường hợp nào đó thì con thấy nhân quả rất dễ dàng trong cuộc sống. Cho nên càng xuyên học bao nhiêu, càng viết bao nhiêu, làm bài vở bao nhiêu thì nó lại thấm nhuần vào con nó nhanh nhẹn hơn. Cho nên khi mình hiểu là nó một lẽ, nhưng mà nó thấm nhuần thì nó chưa thấm nhuần. Cho nên mình càng học càng tu thì nó thấm nhuần. Cũng như bây giờ các con không viết mà các con nghe người ta đọc cái bài đạo đức, một cái hành động đạo đức, rồi ngày mai con nghe một người nữa học, nhưng mà con không viết không làm, nó vẫn nghe, nó vẫn thu thập vô, nó vẫn trở thành người đạo đức rất tự nhiên lắm, nó vô trở thành. Còn bây giờ con tư duy suy nghĩ, con viết bài, tức là nó có cái đề tài để mà con suy nghĩ. Còn nếu mà con nói bây giờ mình đã thông rồi thôi, không cần phải viết, không cần gì suy nghĩ nữa, thì nó chẳng đứng còn ở tại chỗ đó mà nó không thấm nhuần thêm cái đạo đức. Cho nên càng tu tập thì nó càng thấm nhuần, càng học tập nó càng thấm nhuần thêm cái đạo đức, cái giới luật của mình. Càng học càng hay, càng học càng tiến bộ, do đến khi mà hoàn toàn mình con người sống đúng đạo đức, hoàn toàn không hề còn sơ sót một hành vi, cái hành động nào thiếu đạo đức nào. Nó thì như vậy là nhờ cái sự học của mình rất lớn do vậy đó. Cho nên coi vậy chứ mấy con thấy mình lớn, mình hiểu biết rồi mà cần gì phải học. Mục đích học ở đây đạo đức, cho nên nó thấm nhuần, cho nên không phải học văn chương. Cho nên vì vậy mà càng làm bài, càng viết bài bao nhiêu thì càng tốt. Cho nên thầy thu thập một số tài liệu của mấy con, có nhiều người viết ngắn quá, viết sơ sơ, triển khai chưa hết tri kiến hiểu biết. Có người thì viết dài dòng,
dài dòng quá. Nhưng thầy nói dài dòng, cái mục đích chính của nó là, cái ý của nó là cái đạo đức, và cái sự áp dụng, và cái sự nói đến cái cuộc sống của mình trong cái đạo đức bản thân, gia đình, xã hội, đầy đủ ở trong một cái đạo đức, cái đề tài của nó, cái đáp án của nó phải đầy đủ được những cái gì đó, thì nó mới được đầy đủ. Cho nên phải ráng, cố gắng, con cố gắng. Cho nên là con có trường hợp viết xong, nhưng mà con viết xong là con thì quên, viết thì viết ra rất hay rồi, nhưng mà sau thì con không quên, thì phải đọc lại con mới thấy là như thực thể thì hay đó, chứ con thì viết rồi đây con không đọc lại thì con thì quên đi làm sao. Mỗi lần mà con viết rồi mà con đọc lại thì con thấy, con mới thấy rõ, à có chỗ mình viết thừa, à nhưng mà có chỗ thì viết thiếu, thiếu thì thêm vậy. Thì tất cả những cái sự mà nghiền ngẫm đọc lại, đọc đi đọc lại qua cái đạo đức thì nó càng thấm nhuần cho con ở trong cái học. Cho nên từ giờ mấy con không còn có nữa, bởi vì cái thời giờ của mấy con chỉ trong vòng 7 năm phải chứng đạo, mà 7 năm mà siêng năng cần mẫn thì mới sẽ chứng đạo, không khéo mấy con sẽ rớt lại. Một người học trò siêng năng trong vòng 20 mấy năm, người ta từ tiểu học mà đến đại học để trở thành một bác sĩ, một tiến sĩ, đòi hỏi một cái thời gian đó là cái người học trò họ phải siêng năng học cái miếng đường biển thì họ không đạt được, họ sẽ ở lại hoặc họ chết. Thì các con có 7 năm thôi để làm chủ sự sống chết. Mà bây giờ thầy dạy như thế này mấy con lơ đỉnh thì chắc chắn là 7 năm mới ở lại. Rồi đây sẽ có người ở lại, chứ không phải là người nào cũng đạt hết được. Mục đích là hôm nay thầy dẫn cho mấy con đến chỗ mấy con làm chủ sinh già một chết, không còn cái mà nói một cách nói bằng ngôn ngữ nữa, mà đây là nói sự thật, chúng ta phải làm được hoàn toàn. Nhưng mà mấy con phải siêng năng, chứ mấy con không siêng năng thì thầy cũng không làm sao nữa. Nghĩa là cái người tu pháp nhiếp tâm và an trú tâm để chúng ta bước vào cái chứng thành thì giới luật phải nghiêm chỉnh, mấy con nhớ đó là cái căn bản, giới luật phải nghiêm chỉnh. Và đồng thời khi mà tu trên cái sự nhiếp tâm của mấy con, hay là ăn trú 30 phút chất lượng hẳn ngồi hoàn toàn, không có một cái niệm nào mà không trầm thì miên chen vào. Và đồng thời khi phá ra thì mấy con phải triển khai tri kiến thông suốt của mấy con hết giai đoạn này. Người tu tứ chánh cần cũng vậy mấy con, khi nghĩ cũng phải là triển khai tri kiến, bởi vì những gì thông hiểu cần thông hiểu, mà mấy con cần phải thông hiểu mà lại thấm nhường sự thông hiểu đó, chứ không phải thông hiểu xuông nữa. Nó phải thông hiểu. Cho nên các con thấy giới luật của Phật hầu hết là lặp đi lặp lại rất nhiều lần để trở thành quay nghi tế hạnh từ trong thân và tâm của chúng ta, nó đầy đủ những quay nghi tế hạnh đó. Cho nên phải ráng mấy con, mình ráng, đừng nghĩ rằng tôi già, tôi yếu, thôi tôi tập, tôi từ từ thôi, chứ không, thời gian mấy con cũng còn lâu nữa đâu. Thầy nói có thể nói là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, nhưng mà trong vòng 7 tháng hoặc là trong vòng 1 năm, 2 năm phải cho xong. Nếu mà bây giờ từ đây mà cho tới Tết, ăn cái tới cái Tết nữa mà mấy con tu xong đó, là mấy con được thầy dắt ra ngoài kia ở gần bên thầy để luyện thần lực, thì mấy con sẽ thấy con đường sắp sửa tới của mấy con rồi. Còn cái khoảng ngày thời gian này mà nếu mấy con không cố gắng học tập, không cố gắng luyện, còn khi mà ra ngoài kia rồi thì mấy con không còn học tập, không còn rèn luyện, hàng ngày mấy con chỉ còn tu tập luyện thần lực, không còn học tập nữa. Bởi vì những gì thông suốt, mấy con thông suốt rồi, tới cái giai đoạn định rồi, nó không còn có nói chuyện mà mấy con học tập gì nữa hết. Giới luật mấy con phải sống nghiêm chỉnh rồi. Bây giờ mấy con còn sống rõ ràng là một độc cư, độc bộ, độc hành, một hình, một bóng ở trong thất của mấy con. Hoàn toàn tới giờ trưa thì người ta sẽ có người, người ta sẽ đem cơm đến cho mấy con ăn để mà luyện thành được. Mấy con yên tâm trên vấn đề đó. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà năm nay mấy con xong thì cuối năm nay mà mấy con ở trên tứ niệm xứ mà được cái thời gian đúng mức của nó rồi, thì sang năm mấy con vào tu thì trong vòng cao lắm là 7 tháng chứ chưa được 1 năm mấy con cũng luyện được nội lực của mấy con. Thì đâu có lâu đâu, có 2 năm chứ gì. Thì mấy con Đức Phật nói 7 năm chứ rồi, mấy con 2 năm mà 2 năm mình đã đạt xong rồi, chứ đâu phải đúng 7 năm như là cái chương trình học phải là 20 mấy năm mới đổ tiến sĩ ra. Các con thấy ở đây chúng ta tu cái thời gian Đức Phật 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nếu mà nhanh thì trong 7 ngày, nếu mình tệ hơn thì 7 tháng. 7 tháng thì đâu phải là phải đặt cho đạt được 7 tháng đâu, nó chỉ trong vòng 1-2 tháng thôi. 7 ngày cũng được thì 1-2 tháng.
mà 1-2 tháng không được thì nó phải 7 tháng chứ sao. Mà 7 tháng mà không được thì nó phải lên 7 năm, mà đâu có nghĩa là phải suốt 7 năm. Trong vòng nó 1 năm thì mấy con, 7 tháng không được thì nó 1 năm mấy con được. Thì mấy con phải nỗ lực chứ, phải nỗ lực tận dụng cái sức lực của mình còn mà tu tập. Cho nên tận lực cái sức dụng, không có phí cái sức của mình, chứ không phải tu tập quá sức mình. Bởi vì quá sức của các con thì nó xảy ra những cái tướng trạng này tướng trạng kia, thì có thầy thì biết rồi, thì thầy ngăn chặn lại liền để mấy con tập đúng với cái sức lực của mấy con thì nó sẽ đạt được kết quả tốt. Mà không được để mấy con lười biếng, vì mấy con lười biếng là mấy con phí thời gian, phí sức của mấy con vô ích. Các con hiểu chưa? Con dẫn thì hôm thầy về đây con đã thả thầy là vấn đề chúng con là thầy dạy được tận tâm mà chúng con nhận được cái phương pháp này tuyệt vời. Bây giờ là chân điều như trước nay mà sau khi 6 năm con biết thầy giúp cho con lành được số bệnh do như con giữ giới ăn mà con được lành, nhưng mà con thực tế con đưa bệnh ra thì chưa biết được cái pháp không nghiệp tâm được. Hôm nay thầy trực tiếp dạy, hôm nay chúng con thấy tu đến đâu là an lạc, mà tu đến đâu là rất là tham tu. Cho nên cái phương pháp này là trực tiếp này là con thấy mấy cái tuần mà thầy về đây là chúng con là vấn đề là bảo ban nhau rất là mọi người tự nhiên là đi vào giới luật như chị. Tại vì không có giới luật giữ được độc cư thì không thể tu được cái phương pháp này. Thầy như vậy thì con thầy đáng không? Cảm ơn đa thả thầy. Nhớ những lời thầy còn chuyện tâm đâu con. Về phần con thấy tu tập như thế nào được không con? Thưa thầy, cho con xin trình bày hết cả cái thật khó biểu của con rồi thầy thêm có gì điều chỉnh thì con. Ví dụ như buổi sáng thì ban ngày thì có buổi sáng buổi chiều là con đến lớp hết rồi, cho nên không có tập thì chỉ có buổi tối và buổi khuya. Mà con thì mà nhiếp tâm vô hơi thở là hay buồn ngủ, con không có tập hơi thở được. Con chỉ tập đi kinh hành thôi. Thì buổi tối với lại buổi khuya thì con cũng lấy cái chuẩn của con là 30 phút ở trong bí ti á. Nó còn ngoài ra là con cũng đi kinh hành nhưng mà nó không nhiếp tâm. Thì cái thời gian mà 30 phút nhiếp tâm đó thì nó có nhiều khi nó không có cố định là trong cái giờ nào hết thôi thầy. Ví dụ như bắt đầu tiên vô ví dụ buổi tối thì con bắt đầu con 7 giờ là bắt đầu con đi kinh hành. Vừa đi con vừa tư duy. Rồi xong thường thường là tư duy những bài học, tại vì cái bài học ngày hôm sau thứ hai bài nữa, anh vừa đi vừa tư duy. Rồi một lúc đầu em thấy bắt đầu cái tâm nó tỉnh tỉnh á, nó thì bắt đầu con nhiếp tâm, thì con nhiếp tâm con đi vừa kết hợp là đi nhiếp tâm thì bước đi, xong con cả kết hợp là đuổi cái đau lưng nữa, thì con đăng ký đuổi đau lưng nữa, thì xong con đi như vậy là tức là khoảng cỡ 5 phút. Đó, rồi xong thường thường là cứ một vòng của đang đi 20 bước rồi xong con ngừng lại nghỉ một chút xíu thôi rồi xong rồi cứ tiếp tục như vậy là cứ con thấy là khoảng cỡ cái mình nó chắc chắn nhất là khoảng cỡ 5 phút rồi xong cứ như vậy con cứ làm tiếp tục lên tới 30 phút, có nhiều khi nó lên tới 40 phút nữa, nhưng mà cứ trong khoảng cỡ đó vậy. Rồi xong cái con xả rồi sau đó nữa thì cũng vẫn tiếp tục đi kinh hành nữa, nhưng mà cũng cứ tư duy bài học á, rồi đến khoảng cỡ mà cũng thấy nếu mà nó tỉnh táo hẳn hết rồi á thì nó có cảm hứng á thì bắt đầu con vào con làm bài. Còn nếu như mà nó không có, nhiều khi nó mà nó buồn ngủ quá thì phải đi suốt đêm thì đi hết ra luôn. Nhưng mà thấy thường thường thì khoảng cỡ tới 9 giờ thì nó tỉnh hoàn toàn, bắt đầu vô làm bài rồi. Đó là buổi tối đó. Mà cái phần này thì con thấy có chỗ là con vừa đi nhiếp tâm mà con tác ý đủ bệnh luôn, con nói là cơ thể phải cường tráng và khỏe mạnh bất thước, cái thở vô thường, đau lưng bị cút đi, đau nhức bị cút đi, rồi xong con tác ý là an tịnh thân hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi xong đến 1, 2, 3, 4 cho tới 20 bước, rồi xong cái khi thì con đi, cũng có khi thì con ngồi xuống nữa, nhưng mà con thấy thế mà ngồi xuống mình hít thở mấy hơi cái là nó cũng bị con trầm, đa số là đi nhiều hơn. Còn sáng thì nó đỡ hơn, sáng thì nó ít bị không trầm hơn. Thì cái thời giấc khuya á, thì cũng chương trình của con cũng vậy, cũng là 30 phút như thế. Rồi con cũng đi kinh hành một lúc thì bắt đầu thấy
tâm nó hơi an an, tỉnh tỉnh, là bắt đầu con muốn vào và đi tiếp tục 30 phút để nhiếp tâm. À, nhiếp tâm thì cũng lấy trung bình là khoảng 5 phút, rồi xong hết 5 phút, xong 5 phút tiếp. Bây giờ thầy dạy con về bắt đầu rồi, bởi vì cái ban ngày thì coi như là nó dành cho cái lớp học hết rồi. Chỉ còn có buổi tối và buổi khuya thôi. Vậy vì buổi tối con sẽ tu 30 phút đi kinh hành, nhiếp tâm ở dưới bước đi, con nhắc từng, dùng cái pháp như lý tác ý mà nhắc nó, để dẫn cho nó hoàn toàn ở trong 30 phút. Khi hết 30 phút rồi thì con đi kinh hành xuống thôi, không phải cần phải nhiếp tâm. Rồi con tư duy quán xét bài học hoặc làm gì cũng được, nhưng mà trong 30 phút đầu là phải nhiếp tâm và đạt được cái cách thức nhiếp tâm trong bước đi bằng cái phương pháp dẫn tâm, bằng phương pháp như lý tác ý. Làm vậy rồi buổi khuya cũng vậy, khi thức dậy là con thấy cái tâm mình nó có thể lúc này là có thể mà nhiếp tâm được, thì cũng nhiếp tâm ở trong bước đi 30 phút, nhất định là trong khoảng 30 phút đó phải chủ động hoàn toàn, điều kiện dẫn nó dẫn vào, không có một cái gì mà xen vào được ở trong cái chỗ mà con dẫn nó, con phải tập cho nó căn bản nhất là mình chủ trong 30 phút đó, để rồi sau đó mới an trú trong 30 phút đó, không trong buổi tối và buổi khuya, không ban ngày thì không mất bằng công việc. Còn khi mà 30 phút đó xong rồi thì con thấy cần phải là đi để mà nghĩ đến những cái bài học nghiên cứu gì cũng được đó, đó là nó triển khai cái tư kiến của con hiểu không? Chỉ có 30 phút nhiếp tâm vậy, nhiếp tâm cho đạt được ở trên 30 phút bước đi của con thôi, chứ không được ngồi, không được cái trở bị gì, con dễ bị không trầm thì à, cho nên vì vậy mà lấy cái thành hành hoại của con đi kinh hành để mà nhiếp tâm, nhiếp tâm trong hai buổi tối và buổi khuya, không còn buổi sáng và buổi chiều là mắt ở lớp. Thì tập như vậy là con thấy 30 phút thì chắc chắn chất lượng hoàn toàn. Khi nào mà chất lượng hoàn toàn đạt được trước 30 phút, con dẫn từng bước đi của con ở dẫn tâm con từng bước đi của con hoàn toàn là con dẫn thấy hoàn toàn không có cái gì mà xen vào, không có hôn trầm, không có thùy miên, không có niệm gì xen vào trong đó, làm cho con quên mất cái bước đi của con, thì đó là con đạt được chất lượng cái chuyện đó bán cho thầy. Hay để rồi thầy sẽ dẫn dắt đến rồi. Phải làm cho được kỳ này, trong một ngày, hai ngày, một tuần lễ thì thầy sẽ đến, thầy trực tiếp để mà hướng dẫn với con tới. Bởi vì nói chung là trong cái năm nay là cái năm mà đôn đốc để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta đi tới, chứ không phải là còn ở đây mà ngồi chờ đợi nữa. Nghĩa là người nào thầy thấy cũng là quá một cái quá trình tu tập cũng quá lâu rồi, nó không còn mà thời gian mà chúng ta ngồi đang chờ, mà phải siêng năng tập luyện cho hẳn ngoài. Thầy ra công thì dẫn dắt những con, bởi vì thầy cũng biết rằng cái tuổi thọ của thầy nó cũng không còn dài, mà kéo dài nữa thì thầy phải tiết dài, mình phải phục hồi cái cơ thể. Và đồng thời mấy con cứ thấy thầy sống được thì chắc là mấy con tu cái kiểu mà từ từ đó thì thôi, chắc là cái thời gian của thầy biết chừng nào cho nó tập, không cho nó cho ra đi. Bởi vì đối với thầy khi mà tu rồi thì cái trạng thái mà an ổn niết bàn thì luôn luôn bao giờ người ta cũng muốn kìa đó, chứ bao giờ ta muốn ở trong cái trạng thái. Các con thấy đối với cái người mà tu tập rồi, cái dục lạc họ đâu còn, mà ở đây ăn ngày một bữa họ đâu có còn ham ăn như chúng ta ăn ngon ăn dở nữa đâu. Mà ở đời thì dục lạc ăn là một, rồi bao nhiêu cái thứ dục lạc khác họ ham thích, họ muốn sống. Chứ con người mà tu như thầy rồi họ đâu có thích sống ở cái thế gian này. Ăn là một cái chất bất tịnh, nhai nuốt rất cực khổ. Rồi ở rồi cái thân này nó còn, các con thấy mỗi khi thời tiết nó thay đổi là cái cơ thể nó nhức mỏi, nó có sung sướng gì đâu. À, đó là nó không mà nó chỉ thay đổi, nó nhức mỏi vậy thôi, rồi mình đẩy lui nó hết. Còn người ta thì thấy nó đau khổ, phải đi uống thuốc này kia, nó cực khổ lắm. Cho nên còn mang cái thân này còn cực khổ. Mà nếu mà không có người thừa kế á, thì cái chánh pháp của Phật nó bị giặt xuống nữa, nó dựng lại cái tà pháp, cái thế giới siêu hình nó dựng lại. Hiện giờ mấy con biết không, cái thế giới siêu hình nó dựng lại đủ ngoại mặt, nhưng mà không có ai mà có thể có đủ cách thức để mà giặt cái thứ này xuống. Bởi vì cái thế giới siêu hình nó làm cho con người ta hao công mà tốn sức rất nhiều. Cho nên mấy con có trách nhiệm là phải nỗ lực tu tập để dẹp sạch cái thế giới siêu hình. Mà cái thế giới siêu hình nó truyền thừa vào trong cái đầu óc tư tưởng của con người từ xưa đến giờ,
mà muốn dập nó không phải là chuyện dễ. Nó trở thành một cái phong tục, trở thành một cái thói quen. Con thấy ông Táo ở đâu mà họ Tết họ đưa ông Táo, ông bà ở đâu mà họ lại rước về, rước ông bà. Các con thấy những cái điều đó là những cái điều mê tín hết, những cái điều sai hết. Mà bây giờ ngày Tết mấy con thấy có không? Rồi họ dán nào cá chép nào là xe Honda đặng cho ông Táo ông về trời ông Tống. Tất cả những cái điều đó làm những cái sai mà nó làm biết bao nhiêu hoa tốn. Rồi đám ma thì tiền giấy tiền vàng mã đủ cách, rồi đốt giấy quần áo đủ loại đủ cách. Mấy con thấy nó hao tốn một cái số tiền rất lớn bằng mồ hôi nước mắt của con người, mà vì cái niềm tin đó, cái tư tưởng đó đã truyền thừa từ tổ tiên ông bà chúng ta, đến bây giờ con cháu cũng chưa dần bỏ. Nói thì hôm nay chúng ta có trách nhiệm làm sao đem lại cái đời sống cho con người bớt những cái mồ hôi nước mắt của họ phí cách vô lý vô cớ. Vậy mà phải ráng nỗ lực tu. Cho nên ở đây nỗ lực từng phút từng giây là chúng ta đã chiến đấu với cả một cái phong tục, một cái truyền thừa sai. Cho nên phải nỗ lực thật sự tu, tu vì lợi ích cho bản thân mình, tu vì lợi ích cho mọi người. Mấy con nhớ kỹ, ráng cố gắng. Vì vậy cho nên vì vậy mà 30 phút buổi tối, 30 phút buổi khuya hoàn toàn nhiếp tâm cho đạt được. Để rồi thầy dẫn tới chứ. Chứ mà phải rồi. Phải nỗ lực thật sự, nỗ lực. Rồi cái phần mà kiến thức học tập những giới luật đức hạnh, thầy thấy bài vở mấy con viết thầy thấy được, thầy chấp nhận được. Mấy con đã hiểu biết. Nhưng có nhiều người giúp còn ngắn lắm, mấy con cố gắng tư duy suy nghĩ để triển khai thêm những cái điều kiện cần nói mà mấy con nói chưa hết. Nói chưa hết. Bởi vì mấy con thầy đã dạy ra cái dàn bài để cho mấy con nói bản thân, nói về đạo đức bản thân. Cái đề của nó thầy nói về bản thân mình như thế nào. Mà giờ cái đạo đức dũng cảm nói về bản thân thì mình phải dũng cảm như thế nào, dũng cảm trong cái sự tu tập của mình như thế nào, dũng cảm trong cái đời sống của mình như thế nào, dũng cảm ngăn chặn mình phải giữ gìn giới như thế nào. Không dũng cảm thì mấy con ham nói chuyện, mấy con đi ra nói chuyện. Mà nếu mà con dũng cảm là mấy con ngăn chặn lại liền, tức là đó là cái sự dũng cảm của mấy con mà. Các con thấy không? Mình không phạm giới là dũng cảm đó. Còn cái người mà không dũng cảm là bị phạm giới đó. Cho nên mỗi hành động nhỏ nhỏ mấy con giết ra. Đó là trên đó cái đề tài của nó là cái đức dũng cảm đi. Phải không? Thì ở đây dũng cảm cái gì? Bản thân dũng cảm gì? Thì không lẽ bây giờ ở trong đó ta dũng cảm ta nhảy vào nhà lửa ta cứu đứa em bé ở trong đó ra, hoặc là nhảy xuống sông vớt một người chết đuối. Còn mình dũng cảm gì đây? Thì nói bây giờ đó là đức dũng cảm. Tôi dũng cảm nè, tôi không đi nói chuyện với người khác là tôi dũng cảm. Chứ đâu phải là không dũng cảm. Bây giờ nó thấy bánh trái nó muốn ăn, tôi dũng cảm không cho nó ăn. Tôi dũng cảm chứ tôi không dũng cảm là nó lấy tay nó bóc cái bánh nó ăn à, chứ không phải không. Đó là dũng cảm lắm chứ đâu phải không mấy con. Đâu phải vậy, nó ăn uống phi đời. Mà giờ nó hôn trầm thì miên, mà giờ này đâu phải là giờ mày đi ngủ. Tôi dũng cảm lắm, tôi mới đi kinh hành suốt đêm là tôi dũng cảm lắm chứ. Đó là những cái dũng cảm cho chúng tôi mà. Tại sao mấy con không viết cái đó ra? Đó là bản thân. Phải không? Chứ sao con? Nói mình đó là dũng cảm. Còn bây giờ nói gì dũng cảm với gia đình sao? Gia đình ngăn chặn không cho mình đi, dũng cảm để mình nhiếp phục bà con của mình, anh em cha mẹ của mình cho mình đi, đó là dũng cảm chứ đâu phải không dũng cảm. Không dũng cảm mấy con làm sao mấy con? Người ta ngăn chặn mấy con nói trời ơi, bây giờ làm sao đây? Tức là mình yếu rồi, dũng cảm. Rồi bắt đầu bây giờ đó, cái công việc gì mà thầy giao cho mình phải dũng cảm làm cho được công việc đó, thì đó là dũng cảm chứ. Các bạn em, đó là thuộc về gia đình. Rồi bây giờ xã hội nữa, nó bao nhiêu thứ chuyện thì mình phải nói cho hết chứ, nói cái đức dũng cảm trong đó. Còn nay mấy con nói không được là mấy con biết chỗ nào dũng cảm, có phải không mấy con? Cho nên vì vậy mà cái bài viết đó mà thầy thấy đây mới là thấy được cái chỗ nó nói được cái đạo đức của bản thân, gia đình và xã hội. Thì nó bao giờ nói đến cái đạo đức bản thân của nó thì nó phải gắn liền với gia đình. Ở gia đình mình nó thuận thảo thì có gì đâu dũng cảm, chấp nhận cho mình đi tu, thì ký giấy cho mình để thầy làm giấy cho, phải không? Bây giờ giấy tờ của các con người nào đầy đủ rồi thì gửi cho thầy, thầy sẽ gửi cho giáo hội tỉnh, họ chứng, ban đại diện huyện và ban trị sự tỉnh họ chứng mấy con. Thì có cái tờ giấy này mấy con đã xuất gia tại tu viện chứng như chính quyền địa phương của mấy con biết gốc của mấy con, người ta sẽ chứng chấp nhận cho mấy con xuất gia mà, phải không? Rồi gia đình thì mấy con có giấy tờ đủ rồi thì bắt đầu nộp cho thầy. Thì thầy chờ đợi cho mấy con xong hết rồi thì thầy sẽ gửi cho
ban đại diện của huyện Trảng Bàng và ban thư ký tỉnh hội của Tây Ninh, họ sẽ chứng cho mấy con xong rồi. Thì đương nhiên là mấy con là người xuất gia, là có giấy tờ đàng hoàng, chấp nhận, có nhà nước chấp nhận cho mình xuất gia đàng hoàng. Đó, thì mấy con thấy mấy con yên tâm. Thì do đó bây giờ đó, mấy con nếu mà trong tu viện mình bữa nay cô Út mắc cái dâu không có nấu cơm, mấy con cứ ôm mình bác đi ra ngoài đường kia, chứ ai có bắt mấy con đâu. Phải không, mấy con thấy yên ổn. Bữa nào đó mình thử mình đi ôm mình bác một đoàn mình đi thứ quay. Ra chợ họ cho mình bánh mì về mà ăn mà chết đi, chứ bây giờ họ xôi bánh mì chứ không có gì. Tôi nghĩ mấy con thì không có sợ chết đâu. Thầy nó bỏ vô nào thì mấy con cũng sống được. Nhưng mà chúng ta làm đúng cái luật đi khất. Nhất định là bỏ tiền vô thì nhất định là không nhận, từ chối đi. Còn người ta cúng dường bánh tráng cái gì thực phẩm thì mình trong cái giờ đó mình có gì ăn cái nấy, người ta cho bánh mì ăn bánh mì. Chứ nó trời không có cơm thì tôi chắc chết luôn, không được. Mấy con đừng có nghĩ vậy. Thì một ngày nào đó thì cái đoàn của mấy con sẽ đủ cái duyên, thì cái tăng đoàn của mấy con sẽ đi từ Nam ra Bắc, chứ không phải là có một chỗ đâu. Giấy tờ mình có đủ hết rồi. Đây là nó chưa nói tăng tịch mấy con, bởi vì tăng tịch là mấy con phải thọ giới, từ giới sa di cho đến tỳ kheo đàng hoàng thì giáo hội sẽ cấp cho mình tăng tịch. Còn giờ mình chỉ có giấy xuất gia mình cũng đi được rồi, khỏi có ai nói gì. Mình đã có giáo hội tỉnh chứng nhận cho mình đàng hoàng rồi. Rồi chính quyền cũng chấp nhận cho mình xuất gia đàng hoàng, gia đình cũng chấp nhận, chứ mình đâu có làm gì trái đâu. Cho nên vì vậy mình có cái giấy đó là đủ mình đi từ chỗ này được. Đi rồi mấy con về tu chứ. Mà giờ từ đây cho tới năm tới mấy con chứng rồi mặc sức mình đi. Mình đi ra ở quá mà dạy họ luôn chứ đừng nói gì. Đây thì nó đi làm cái rồi. Lẽ đương nhiên là phát triển quá đi. Ở hoàng chỗ vậy mấy con thấy nó cái hạnh của một cái người khất sĩ là phải đi từ chỗ này chỗ kia. Rồi không những người khất sĩ đâu mà cư sĩ thầy cũng cho đi đó, chứ không phải là mấy con ngồi đến một chỗ đâu. Thầy cho đi mấy con đi từ chỗ này đến chỗ khác. Cho nên vì vậy mà có nhiều nơi nhiều chỗ là cái du hành của mấy con. Từ đó mấy con mới trở về cái tu viện của chúng ta. Mấy con mới thấy được cái tổ chức của thầy mà nó trở thành như trong khất sĩ. Chúng ta không có lấy cái tu viện này làm cái nhà ở của mình mãi mãi đâu. Mà cũng không lấy cái cơ sở ăn dưỡng ở đâu mà làm cái gì. Đến đâu là mình ở đó, chỗ đó. Người đó ở đó mà có lo cơm nước của mình thì mình sẽ ở đó mình ăn cơm, mình tu tập vài hôm. Để cho mình làm cái gương hạnh ở đó cho người ta biết được cái giáo đoàn tu viện chân như của mình là tu tập như vậy. Rồi, rồi nếu mà con mà tu mà chứng rồi người nào cũng làm chủ. Đi cái giáo đoàn đó người ta nói tất cả những người này làm chủ sinh già bị chết hết, muốn chết hồi nào chết, muốn không được. Họ đến đó họ quỳ lại mấy con sát đất, bởi vì họ có làm được không. Mà thấy mấy ông sư này trời đất ơi ghê gớm thiệt, mà giờ cho ăn cũng được mà không cho ăn thì ngồi thiền nhập định. Lúc bây giờ mới có đủ thần lực mà mấy con đâu cần xin cơm ăn, là muốn quá duyên độ chúng sanh ở khu vực đó để gieo duyên với mình, chứ không phải là đi đến đó để mà xin cơm họ tắm đâu, không phải đâu. Nghĩa là mình đến đó là tạo thành một cái duyên, cái hình ảnh đạo đức, cái hình ảnh thiền định để cho người ta biết rằng chúng tôi là những con người phàm phu nhưng chúng tôi làm được những cái điều này. Thì quý vị ở đây cũng làm được, cái hình ảnh của chúng ta đi đến đâu là làm sáng tỏ nơi đó để giúp cho mình. Rồi cái hình ảnh của các cư sĩ của các con đến đâu là làm sáng tỏ, không phải tu sĩ ở đây làm được mà cư sĩ chúng tôi cũng làm được. Đâu có phải cần cái bộ áo y áo của mấy con đâu, mà cái chiếc áo cư sĩ của các con đều làm được hết. Nhưng các con cũng phải sống đúng giới luật, cũng phải tu tập đúng pháp thì mấy con mới làm được. Chứ mấy con mà tu sai nó tu cư sĩ thôi năm giới thôi tu không hơn nữa thì thôi thầy cũng đầu hàng luôn, không có làm sao mấy con không được. Mấy con hiểu chưa? Cho nên thầy dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn, nhưng mà do cái sự các con phải tự lực tu tập, tự lực rèn luyện mà thầy đã dạy cho mấy con rất kỹ, không có thời giờ nào mấy con bỏ hỏng hết. Mấy con hiểu chưa? Không có thời giờ nào mấy con bỏ trống hết, nghĩa là hoàn toàn là chiếm hết cái thời gian của cuộc đời mấy con, để rồi sau đó mặc sức mấy con ngồi chơi. Tu rồi đâu còn đâu, mấy con ngồi chơi. Chỉ còn trách nhiệm là mấy con đến lớp dạy người ta xong thôi. Mà bây giờ ở đây mấy con thấy thầy đã cho mấy con đứng lớp dạy rồi, mấy con cũng quen rồi, nó đâu còn bỡ ngỡ đâu con gì đâu, nó cũng quen rồi. Thì do đó khi mấy con đứng lớp mấy con dạy rất là dễ dàng.
rồi mình tu chứng nữa thì mình thấy không còn lo lắng gì cả. Thân phận của mình làm chủ. Cũng chính bây giờ như mấy con thấy, mấy con đuổi bệnh được rồi, mấy con cũng thấy an ổn trước cái thân của mình rồi, nhưng chưa làm chủ. Chưa làm chủ thì sống chết, mấy con muốn chết mấy con sống, bây giờ muốn chết thử, mấy con làm chủ thử, có thầy kem cho người nào làm được không? Chưa. À bây giờ mấy con tỉnh chỉ hơi thở giùm thầy đi, rồi mấy con ngồi bất động giùm thầy đi. Bữa đó ngồi bất động thầy thấy rõ ràng là mấy con chưa bất động mà còn nhúc nhích mà. Thì như vậy là chưa được, chưa tỉnh chỉ hơi thở được. Cho nên ráng con, nhớ lời thầy dặn nhé, phải ráng về tập. Như vậy cái phần của con á là tu theo cái đặc tướng, tu theo đặc tướng của con là buổi tối buổi khuya 30 phút thôi, còn mấy người khác là khác, người ta bận công việc như vậy mà người ta tu như vậy rồi, còn mấy con á bốn thời sáng trưa chiều tối khuya phải luôn luôn 30 phút hết. Thì người ta tu vậy chứ, nhưng mà người ta triển khai cái tri kiến người ta trên cái phần đó nhiều hơn. Con cái nhiệm vụ của con là như vậy, cho nên vì vậy mà con tu trong 30 phút phải hoàn toàn, chứ không phải là tu thường thường nữa, tu nhiếp tâm cho nắng rồi dẫn tâm vào. Tác ý thì sao thì nó dễ hơn. Tác ví dụ như con đi con ngồi xuống, con cũng tác ý ngồi xuống rồi đưa đi ra xong rồi tiếp chân lên, tiếp chân lên nữa, cứ làm cái tác ý miết gì thì thấy không. Thì tác ý vậy đó, nó lọc dẫn á. Như cái pháp thanh thần niệm đó. Dạ đúng, nó cũng gần giống vậy. Gần giống vậy, nhưng mà ở đây là cái pháp dẫn tâm nhiếp tâm thôi, chứ chưa phải là như cái pháp thanh thần niệm. Nhưng mà mình làm cái điều này giống như pháp thanh thần niệm, nhưng mà lại là nhiếp tâm. Nó bắt buộc mấy con nhiếp tâm bằng cách dẫn bằng pháp, làm chủ thân tâm của mình. Bây giờ làm chủ bằng pháp thôi, hiểu không? Sau này cũng vậy, mình cũng dẫn mình làm chủ pháp chứ. Thầy, nhưng mà khi mà ví dụ như con đứng lên chẳng hạn thì bắt đầu bây giờ hết một dòng nữa, đứng lên thì thở ra thì bây giờ bắt đầu nó không có niệm gì hết trơn hết rồi, mà không khéo thì nó lại sinh ra niệm tốt. Chứ sao đi làm sao đó, bắt đầu bây giờ chuyện cần con nhắc rồi con mới làm, chứ con đứng lên mà coi chừng, tức là mình cảnh giác hả? À mình cảnh giác, mình nhắc coi chừng nó niệm nó vô chỗ này á, con chỉ nhắc nó vậy là nó sẽ không vô chỗ đó chứ sao. Tác ý đó. Bởi vì mình biết á, mình biết cái kẽ hở chỗ đó nó sẽ vô, nhưng mà mình cứ làm thinh nó thì nó sẽ vô, cho nên mình nhắc ngay liền cái chỗ đó, dẫu kẽ đó nó vô đó thì nó sẽ, tại vì mình khéo léo từng pháp như lý tác ý này. Mình chủ động nó bằng pháp chứ đâu phải là gì, thì nó sẽ hết. Cho nên mình không bị ức chế mà mình dùng cái pháp dẫn nó, dẫn nó chỗ này. À, nhớ kỹ như vậy thì từng cái kinh nghiệm của mấy con sẽ 30 phút mấy con sẽ nhiếp được. Thì này thầy đến đây là giúp cho mấy con 30 phút hoàn toàn, người nào cũng 30 phút, chứ không phải là có mình khi giác thường là 30 phút thôi. Còn khi giác thường hiện giờ là phải an trú. À, nó đi hơn mấy con một bước rồi đó, an trú. Còn mấy con phải nhiếp tâm cho được 30 phút. À, tuần sau thầy về đây á, là người nào cũng phải 30 phút hết á. Để rồi đi tới vào cái chỗ an trú á. Mà rồi khi mà cái người an trú được 30 phút rồi á, thì thầy dễ dẫn họ vào tứ niệm xứ. Rồi đâu đó nó hẳn ngoài đàng hoàng, nó phải đi cúc mát nó đàng hoàng chứ. Rồi bắt đầu tứ niệm xứ xong rồi á, thì mấy con bây giờ là có duyên được sống gần bên thầy rồi. Được sống gần bên thầy là còn tu dữ tợn hơn nữa chứ không phải. Thầy bảo hàng ngày phải tu như thế nào thế nào, mấy con đừng có nghĩ gần bên thầy tướng lắm đâu. À tu lơ mơ là không được, chứ không phải dễ đâu. Nghĩa là được ông thầy mà kèm kẹp mình hết là phải chuyên năng lắm mới được, chứ không phải dễ đâu. Cho nên khi mà gần thầy ngủ gục cũng có được chút nào đâu, đừng có nói chuyện đó có dễ đó. Mà lơ là tu mà cũng không được nữa. Cho nên tại sao thầy cất khích về làm chi, phải không? Thầy ngồi bên thất thầy mà thầy nhìn qua người nào mà tu sai, tu mà lơ mơ là thầy vô cửa liền. Chứ không phải ở đây cái thất kia, cái thất sai sai như thế này, nhìn sao cho nó hết, phải không? Cho nên vì vậy mà ngồi đây xem qua thì mấy con không có chạy đâu. Nhất là mấy con sợ nữa, thầy ngồi kia kìa, mà bây giờ thất của mình sang bên đây mà mình không tu là chết mình nữa, lấy con sợ hơn. Thành ra mấy con thấy thầy mục đích của thầy đánh tâm lý ngay liền. Còn như vậy mấy con lén lén còn chờ được, tu chơi được xa không thấy. Cho nên ở đó thì không được. Cho nên con gái về Phật tu lợi kỹ rồi nhiếp tâm chịu được, quyết định mà kỳ này phải làm cho được. Trong cái số người mà trước mặt thầy phải làm cho được hết, không có người nào mà rớt lại xấu hổ lắm mấy con. Thầy nói mấy con mà ở lại là mấy con xấu hổ lắm. Trò gì mà không rớt mà còn cái gì mà giờ,
nói đó, con muốn gắng cố gắng để mà tập lên. Nhưng con thấy thì chắc có lẽ có khả năng được, nhưng mà cũng dám hứa trước. Không, hứa đàng hoàng chứ, mai mốt mà phải làm, phải làm giấy cam đoan đàng hoàng chứ, phải làm được chứ không dám hứa. Nhất định là phải làm được, không được thì thôi chết cho rồi đi. Thầy nói không được, cái thân này mà không được thôi, cuộc đời này thôi tà chết cho sướng hơn, để mà sống chi mà làm cái chuyện không được như thế này. Người ta làm được, mọi người làm không được dở. Con thấy là thầy nè, nhỏ con nè, ốm yếu, phải không? À, mà làm được, thử hỏi mấy con làm không được là thua thầy xa lắm. Thịt mấy con nhiều hơn thầy nhiều quá, mà cao hơn nữa, mà làm không được là dở hơn thầy. Nhỏ con có làm được, mình lớn con mới làm được, lớn con phải làm giỏi hơn. Rồi thôi giật con về, nỗ lực làm tôi được. Cái này cho con được hỏi thật thêm. Rồi rồi, cái người tạo dựng niềm tin á, thì có phải đại ý là nói về cái đức sáng tạo truyền đạt bài học cho cuộc sống á? Thì con thấy tại vì kia bên kia là nó thiếu, bên nhà trường nó thiếu, thì ông thầy chắc là cái đức đó. Đúng vậy đó. Rồi. Được rồi. Bây giờ tới phần phước tồn. Con thì cái bệnh tầm kha. Lên đây coi cái bệnh thừa hơi này nó còn bao nhiêu nữa đây. Đập cho một hơi cho nó hết hơi ra cho rồi. Sao con tu tập ra thấy như thế nào? Thì trường hợp mà bệnh thừa hơi con hết hay không? Còn ở không? Hả thầy thưa con. Kỳ này là thật sự là nỗ lực tu thật đó mấy con. Không có người nào mà tu chơi chơi nữa được á. Con thấy sao cái bệnh con tu tập nhiếp tâm vậy rồi cái bệnh con như thế nào? Kính thưa thầy, thì trong đó thì như hôm tối này thì con thấy nó không có giảm mà nó thấy nó còn tăng. Vì thế cho nên buổi khuya thì con hầu như là bất cứ khi nào mà ngồi viết bài được thường đã đi suốt. Vì thế cho nên đi đến 5 giờ và con thấy rằng trong lúc đó luôn lúc nào nó cũng thừa hơi và nó gây đau. Có bữa đó thì con đứng vừa đứng lại cái tí là nó đánh con một cái, là nó bật ngửa rồi biết sao, nếu mà con không có kịp thì nó con có thể là té đập đầu xuống đất, nó rất là mạnh. Thế con không biết phải làm như thế nào. Thì mới hôm kia này thì con có làm thử, thì như con lên nửa phòng thấp, con chỉ tác ý là tâm thanh thản an lạc của sự, thì con đi nửa phòng thấp. Rồi sau đó thì con tiếp tục tác ý lần thứ hai nữa, thì con mới đi nửa phòng thấp nữa. Sau đó con mới ngồi xuống khoảng chừng dài vây, trong vòng chừng nửa phút thì con mới đứng dậy tiếp tục tác ý nữa. Và như vậy thì nó không có đánh cái hôn trầm, không bất ngờ được. Nên con thấy trong cái công việc này con không biết phải cách như thế nào. Kính xin thầy. À, bây giờ thì theo thầy thấy qua cái bệnh của con con nên tu kết hợp giữa 5 hơi thở với 10 bước đi theo cái pháp mà luyện nghị lực của mình, thì tập nhiếp tâm trong cái thời gian nhiếp tâm ở trong cái pháp đó là 30 phút thôi, 30 phút thôi chứ còn không có được tu nhiều hơn nữa. Và đồng thời nếu mà có tu tập thêm mà đi kinh hành để phá hôn trầm thì miên không có nghỉ thì con đi bình thường thôi, không có nhiếp tâm. Chỉ có thời gian mà tập vừa đi vừa ngồi trong cái khoảng thời gian đó, chứ còn bây giờ mình nhiếp tâm như thế này mà cái bệnh thừa hơi con nó cũng còn hoài không ấy, mà nhiếp tâm chưa được. Dạ, kính thưa thầy, như về việc con có thử về đi kinh hành 10 bước và ngồi xuống ít 50 thở rồi. Nhưng mà khi ngồi xuống trong vòng 50 thở thì những lần đầu thì được, còn những lần sau thì hơi thở thứ 3, thứ 4 là nó lỏng mất. Trời, rất là nhanh. Không, mà nhanh quá vậy, dễ dàng quá. Như vậy là con không nên sử dụng hơi thở, không nên ngồi. Đó là qua một cái đặc thử của con. Chứ thật ra thì 5 hơi thở là cái thời gian nó quá nhanh. Thế mà con bị lặng rồi, hơi thở thứ 3, thứ 2, thứ 3 lại là bị lặng rồi. Thì như vậy cái sự quan trọng của con nặng quá, nặng quá nặng.
Như vậy thì con chỉ cần phải tu cái pháp mà thân hành niệm, thân hành niệm mà tác ý từng cái hành động, ví dụ như dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ có chúng con có tập cái pháp đó chưa? Con có tập. Rồi con thấy cái pháp đó con nhiếp tâm và như vậy con có nhiếp được không? Dạ, cái thứ này nếu mà nhiếp tâm thì nó không được trọng mạng. Ví dụ trong vòng chừng dạ ba bước đầu được, nhưng mà còn cái gì sao thì nó có niệm xem già. Đã tác ý như vậy mà còn niệm xem già. Thì thiệt ra cái sự mà tác ý từng hành động này, dẫn nó từng hành động. Dạ, đúng rồi. Mà nó còn xen vào thì thật sự ra thì cái sự nhiếp tâm của con còn quá yếu. Nên là cái sự nhiếp tâm của con quá tệ, nó coi như liệt tệ rồi đó. Mà trong kinh sách của Phật gọi là liệt tệ, cái trí tệ của con nó quá liệt, cái tức là cái sự tỉnh thức của con nó quá liệt. Cho nên nó không còn sáng suốt nữa, cho nên nó mới có niệm vào. Mà trong khi con tác ý rồi, con mới có cái hành động. Cái pháp thân hành niệm là cái pháp nó dẫn rất là chặt chẽ. Nghĩa là nó khích khao đến cái mức độ mà thầy nói là nước đổ nó không lọt. Nước đổ nó không lọt, nó không thấm qua được. Cái pháp đó nó khích như vậy. Cho nên không làm sao mà còn niệm, mà con còn niệm là cái sự mà liệt, cái ý thức của con nó quá là liệt, cho nên nó mới vô được. Chứ còn cái pháp thân hành niệm là có thể một người mà tập pháp thân hành, bởi vì nó sanh ra cái tưởng lực rất là dễ dàng đó. Bởi vì nó ức chế tâm quá độ cao, con phải tập là kỹ cho anh ngồi, không để mà cái ý thức của con nó quá liệt như vậy. Phải tập cho kỹ hoàn toàn. Bắt đầu tập 10 phút, mà nếu được trong 10 phút rồi thì tập lên 15 phút, tập lên 15 phút, 20 phút. Nghĩa là con phải tập theo kịp chúng. Cho kịp chúng là phải 30 phút. Để người ta đến 30 phút người ta an trú là con cũng phải 30 phút an trú. Con phải tập nhiều hơn nữa và quyết định hơn nữa. Nghĩa là cuộc đời không còn thấy cái bệnh đau mình chút nào hết, mà chỉ còn biết ôn pháp mà thôi. Mà bây giờ con tu về cái pháp mà thân hành niệm, tác ý từng hành động, thì thầy biết rằng con đã tập cũng quen cái giới pháp đó rồi, chứ không phải đâu. Con hiểu không? Cho nên ôm cho thật chặt pháp đó. Nếu mà nó còn cái niệm khởi nữa thì ôm rất chặt là tác ý rất kỹ lưỡng hẳn ngoài, rất nhiệt tâm từng, vừa tác ý mà vừa cái hành động đưa chân ha, đưa tay ra, coi như là con dở chân lên là dở chân lên, đưa chân tới là chú ý hành động đưa chân tới hẳn ngoài hoàn toàn, chứ không phải là tiếng nói mà cái tâm trí nó đi ra hú á thì không được. À, con tác ý là một lẽ, mà cái hành động nó sẽ làm theo cái khác thì nó không được. Mà hãy tác ý đâu thì phải làm theo đúng cái lệnh tác ý của nó thì nó sẽ không bao giờ có niệm. Cho nên hầu hết là những người mà thường thường mà tu mà để mà nhiếp tâm, để mà đạt được cái chất lượng là cái pháp thân hành niệm, là cái người nào nhiếp tâm cũng đạt chất lượng. Sau cái thời gian mà chất lượng nó không còn cái niệm, tức là ý thức nó không cần khởi cái niệm nữa đó, thì nó sanh ra cái lực tưởng. Cho nên dở chân lên là nó đẩy lên, đưa chân tới nó đẩy tới, bao giờ nó cũng có cái lực. Cho nên ở đây không phải chúng ta luyện cái lực, mà ở đây về phần con á là chúng ta luyện cái sự nhiếp tâm. Nhiếp tâm con biết không? Cho nên vì vậy mà con cần phải tập luyện nó kỹ cái pháp mà thân hành niệm này, thì mai ra con mới nhiếp tâm 30 phút. Nếu mà thấy được 10 phút thì tăng lên 15 phút, thấy được 15 phút thì tăng lên 20 phút, 20 phút được rồi, 25, 30 phút dừng lại. Chứ còn không tăng lên nữa thì nó bị nội lực, nó bị lực tưởng của nó thì không được. À, cho nên do như vậy đó thì con phải tập lại cái pháp này cho thầy. Rồi tuần sau thầy sẽ đến thầy kiếm. Mà trong cái thời gian mà tập thì đừng có nghĩ đến bệnh đau chết bỏ. Thì này là chỉ có duy nhất con pháp này mà quét ra hết. Nghĩa là coi như là không có cần, nó thừa hơi con như thế nào, tức ngực như thế nào, nhất định là gan dạ ôm duy nhất một cái pháp. Cũng như con cứ nhớ cái hình ảnh mà thầy bị cảm lạnh, mà thầy ngồi sừng sững thân lên trong khi bị như vậy. Thì thầy nói là tất cả những cái đau đớn nào trong thân chúng ta cứ dựng thân lên ngồi là bệnh nó sẽ lui. Còn con ôm chặt cái pháp, bởi dựng thân lên tức là ôm pháp rồi. Còn con mà
ôm chặt cái pháp thanh tịnh niệm rồi thì bệnh nào nó cũng sẽ hết. À, tin lời thầy thì nó sẽ hết, mà không tin thì chịu quá.